anh không ra đâu cả. Niêm phong đi, niêm phong đi, không ra đâu hết. Ra gì? Ra đường để thằng ôn con dọa bú lao láo. Ông nhìn cái biển thay này, ông tưởng nghĩ tôi ở tỉnh ra đi. Niêm phong đi cậu anh, đỡ mất thời gian của anh mà đỡ mất thời gian của em để đi bộ về. Xử lý. Lập biên bản đi anh. Lập biên bản rồi để em đi về, đỡ mất thời gian em. Ok. Anh lập biên bản đi để em về, đỡ mất thời gian em. Anh bình tĩnh được chưa? Anh lập biên bản đi để em đi về, nó đỡ mất thời gian của em. Con đã bình tĩnh được chưa? Làm việc tôi đã bình tĩnh được chưa? Anh cứ làm đi, làm đúng trách nhiệm của anh đi. Bình tĩnh thì đứng lên làm việc với tôi. Đứng ở đây làm đi. Em lúc nào bình tĩnh, bất cứ lúc nào em bình tĩnh. Anh lập biên bản đi, hôm nay anh phải lập biên bản đấy. Được rồi, cậu cứ bắt tất máy đi. Cậu anh không lập biên bản em không đi đâu. Cậu không đi, cậu đứng đây cả ngày với tôi. Em làm gì có thời gian để phải đứng đây cả ngày. Em còn phải đi làm, em phải nuôi vợ nuôi con em. Em còn phải nuôi vợ nuôi con em. Còn anh á, còn được những người dân như em đóng thuế để nuôi rồi, nên anh có thể đứng đây cả ngày. Anh đứng ở đây cả ngày thì anh hại nước hại dân. Nhưng mà em á thì em không thể đứng ở đây được nha. Anh đứng đây cả ngày anh có làm việc đâu? Anh không làm việc thì anh hại nước hại dân gì nữa. Cậu hại nước hại dân. Cậu phát ngôn gì đấy? Anh đứng xa ra. Phải em ra. Em yêu cầu anh đứng xa ra. Cái gì? Em yêu cầu anh đứng xa ra. Em được anh đứng xa ra. Cậu chỉ mặt ai đấy? Anh đứng xa ra. Em yêu cầu cậu đứng ra đây làm việc với tôi. Được chưa? Anh đứng xa ra. Anh đứng gần em làm gì? Cậu bảo ai hại nước hại dân? Nếu anh đứng đây cả ngày anh không làm việc thì anh hại nước hại dân à? Anh làm việc đi. Ôi nói nhẹ nhàng. Tôi không bao đi ra đâu đâu. Hôm nay ông phải lập biên bản. Ông phải niêm phong xe tôi và ông phải lập biên bản. Còn tôi không bao giờ đi đâu cả. Tôi nói cho ông biết. Anh đứng ra đây tôi làm việc với anh. Anh đứng ra đây tôi làm việc với anh. Tôi hứa với anh nhé. Mỗi một tuần tôi sẽ gửi cho anh một cái đơn. Mỗi một tuần tôi sẽ gửi anh một cái đơn. Được, anh cứ làm gì anh cứ làm. Anh hỏi thằng Mạnh Diêu kìa, thằng Mạnh Diêu đời năm kìa. Anh cứ bảo gì làm thì làm. Gọi luôn thằng Mạnh, thằng Phương á, hỏi xem phải thằng đưa thằng Mạnh đến nhà tôi, phải quê xin tôi rồi không? Anh đứng ra đây. Anh đứng ra ngoài đi. Bây giờ ông bảo tôi đứng đâu? Tí nữa ông bảo tôi vào đây, tí ông bảo ra đây. Bây giờ ông bảo tôi đứng đâu? Đứng đâu? Đứng ra đây làm việc với tôi. Anh qua này đấy. Tôi đang nói với ông đấy. Tí nữa ông bảo tôi vào đây, tí ông bảo tôi ra đây. Không phải đang qua này đấy. Tí ông bảo tôi vào đây, tí ông bảo tôi ra đây. Bây giờ ông bảo tôi đứng đâu? Đứng ra đây. Đứng ở đâu? Đứng ra ngoài đi. Ngoài nào? Ngoài đường kia. Ngoài đứng ra ngoài đồng chí đây. Ngoài đường kia. Đây, anh làm việc với đồng chí đây. Làm việc với tôi. Làm việc với đồng chí kiểm tra giấy tờ của anh chứ. Bây tôi làm việc với ai? Làm việc với tôi. Bây tôi hỏi tôi làm việc với ai? Anh cho đồng chí kiểm tra, làm việc với đồng chí kiểm tra giấy tờ anh đã. Có cái gì toàn lớn với nhau. Ông dọa ai ở đây? Anh Thư. Ông dọa nạt ai ở đây? Anh Thư. Anh tôi đang phát trực tiếp đấy. Anh đứng đây. Ông dọa nạt ai ở đây? Anh đang phát trực tiếp nào đi. Ông bảo tôi đứng ở đây với ông đến chiều rồi. Ông bảo tôi đứng với ông tôi đến chiều đi. Tôi phải về nuôi vợ nuôi con tôi nhá. Tôi phải đi làm nuôi vợ nuôi con tôi. Tôi không có thời gian để đứng với ông đến chiều mà ông lập biên bản. Ông bảo niêm phong xe, cẩu xe đúng không? Niêm phong và cẩu đi để tôi đi về. Cho tôi xin biên bản để tôi đi về. Đứng đây. Anh đứng ra ngoài đi. Đứng ra ngoài nào? Đứng ra ngoài đường kìa. Đứng ra ngoài. Đứng rồi, mất thời gian làm cái gì nhỉ? Tôi không ra. Đứng đây, đứng đây tôi đang làm việc với anh. Đấy. Không ngon ăn đâu. Đấy. Toàn người lớn nào có cái gì đâu mà ăn. Mặt tính làm cái gì? Dọa ai đây? Ôi, bớt xuống rồi, bớt rồi. Đánh chi đâu? Nhà tôi đâu làm gì? Tôi mời ông đến nhà tôi uống nước đâu mà ông hỏi tôi đến nhà để làm gì? Vậy các ông lập biên bản, khẩu xe để tôi đi về. Tôi có xin các ông đâu. Lập biên bản đi, khẩu xe đi. Mà tôi cho mày biết tao là như nào. Bú láo. Anh bỏ ai con nào đấy? Tôi không nói anh. Anh bỏ ai? Thôi. Anh đứng sang tôi ra. Đứng sang tôi ra. Nói từ nãy giờ. Anh lại đánh tôi gì? Anh bảo anh lại đánh tôi gì? Anh văn tục với ai lấy giờ ai đấy? Anh định đánh tôi à? Anh định đánh tôi à? Anh bảo văn tục với ai? Anh định đánh tôi à? Anh bảo lấy giờ anh bảo ai bố láo? Anh tránh xa tôi ra, tôi yêu cầu anh tránh xa tôi ra một tiếng. Tránh xa tôi ra.
Long ơi, đường này vào đi. Tránh xa tôi ra. Anh vừa nói anh ơi nhỉ. Anh vừa nói phát ngôn chửi người khác bố láo với cả liếc. Anh tránh xa tôi ra, anh đừng có đến gần tôi. Thì anh đứng dịch ra. Ê, anh tránh xa lại cho ta. Giấy tờ đâu, xe này đâu? Đấy, giấy tờ đây. Giấy tờ đây. Giấy tờ đây. Anh cần giấy gì không? Anh cần giấy gì nữa không? Anh Thư ơi. Anh Thư ơi. Bác cứ bình tĩnh thôi nè. Bình tĩnh. Nếu hôm nay không lập biên bản tôi không đi đâu cả. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Các anh phải lập biên bản. Bình tĩnh và đứng ở đây. Bác cứ bình tĩnh đã. Toàn người lớn với nhau nhưng mà bác cứ phải to tiếng làm gì. Anh cứ bình tĩnh để cho hạ hỏa đó. Cho anh em mình nói chuyện. Có cái gì đâu mà cả hai ông nóng tính gặp nhau. Anh cứ bình tĩnh. Không thì bác cứ lên xe ngồi một lúc cho nó hạ hỏa. Em không nhiều thời gian gì đâu, các anh làm việc nhanh để em mà đi về. Anh nhiều tuổi hơn tôi 84. Anh cứ lên xe ngồi đã. Các anh cứ làm việc đi để em còn đi về, em không thời gian đâu. Bận lắm. Anh đứng ra đây. Em còn phải làm, phải nuôi vợ với con em nhé, em sao mà đứng đây được. Được rồi. Đi đâu mà. Anh cứ bình tĩnh này. Hai ông mẹ nóng. Anh muốn nói gì anh nói đi. Em nói này. Tắt máy. Máy thì em không tắt rồi. Máy chắc chắn là không tắt rồi. Hai ông nóng tính nói chuyện với nhau nó không sẽ không ra đâu ở đâu cả. Anh cứ bình tĩnh để cho nó sự bực tức trong người mình nó hạ hỏa cả. Xong anh em mình nói chuyện cho nó dễ.